Anh ơi, giờ anh qua nhà em chơi nhé, nhà em có gì ăn không? Cô gái khựng lại một chút rồi trả lời, không, nhưng bố mẹ em đã đi ra ngoài rồi. Chàng trai hào hứng, ồ, vậy chắc khi về bố mẹ em sẽ mua thức ăn chứ? Thắm phải lòng một anh chàng nha sĩ trẻ, đẹp trai. Thế nên cô thường lấy lý do đi nhổ răng để lén lút đến gặp anh ta. Một hôm, chàng nha sĩ buồn rầu nói, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, chắc chồng em có thể đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Thắm ngạc nhiên, làm gì có chuyện đó, chúng ta đã hẹn hò được một năm nay rồi mà chồng em có nói gì đâu. Chàng nha sĩ khẽ lắc đầu, nhưng em còn có một cái răng thôi, lần sau biết lấy lý do gì để đến gặp anh nữa chứ. Sau thành công của kỳ thi Olympic toán quốc tế, nước chủ nhà Đông Lào lại tổ chức một cuộc hội thảo giáo dục, bao gồm những bộ trưởng bộ giáo dục các nước có nền giáo dục phát triển. Hội nghị đang tranh cãi xem nước nào có nền giáo dục tốt nhất. Nước Mỹ, nước chúng tôi, tin học đóng vai trò hàng đầu, một đứa trẻ 3 tuổi có thể sử dụng thành thạo máy vi tính và Internet. Mọi người xôn xao về báo cáo này. Trung Quốc, thế đã là gì? Ở Trung Quốc, có những thần đồng mới 9 tuổi đã có thể theo học chương trình đại học. Cả hội nghị vỗ tay nhiệt liệt. Đến Đông Lào, đất nước chủ nhà, ai ai cũng hồi hộp trước bài phát biểu của ông bộ trưởng, tất cả đều là tầm thường hết. Ở Đông Lào chúng tôi, thậm chí có rất nhiều học sinh không biết đọc biết viết cũng thi đỗ tốt nghiệp. Lại trong một cuộc hội thảo về y học, các nước thay nhau khoe về thành tựu y học ở nước mình. Cuối cùng chỉ còn có 3 nước là chưa giới thiệu về thành quả y học của nước mình là Mỹ, Nga và Đông Lào. Bác sĩ người Nga đứng lên công bố một tin chấn động y học toàn thế giới, chúng tôi đã tìm ra được phương thuốc chữa bệnh AIDS. Cả hội trường vỗ tay vang dội, bác sĩ người Mỹ cười mỉm, trịnh trọng đứng dậy tuyên bố, chúng tôi đã có thể khắc chế tế bào ung thư và tiêu diệt tận gốc các tế bào này. Tiếng vỗ tay nổi lên, đây quả là hai bước ngoặt lớn của y học. Bác sĩ Đông Lào đứng dậy, sửa lại cổ áo, toàn thể hội trường nín thở, chờ đón, có thể là một tin chấn động nữa chăng, chúng tôi có thể cắt amido. Giọng nói chưa dứt thì đã có những tiếng xì xầm, cười nhỏ xung quanh hội trường. Một giọng nói nhỏ vang lên, tưởng gì chứ, cắt amido thì đến sinh viên thực tập của nước tôi cũng làm được. Bác sĩ Đông Lào tiếp tục qua đường hậu môn. Một vụ tai vạ giao thông vừa xuất hiện ngoài phố, mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Một anh chàng đến chậm không tài nào vào xem được, tức quá, anh ta liền hét toáng lên, tôi là bố kẻ bị nạn đây. Tất cả mọi người kinh ngạc quay lại nhìn, vội vã giãn ra cho anh ta vào. Kẻ bị nạn là một chú chó vừa bị xe cán chết. Để kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Tô quyết định chơi sang, mua tặng vợ một chiếc nhẫn kim cương. Buổi tối, hai vợ chồng cùng nhau đến cửa hàng trang sức với tâm trạng vô cùng phấn khích. Loay hoay chọn lựa, cuối cùng Tô chỉ cho vợ một chiếc nhẫn và nói, em xem chiếc nhẫn này đẹp quá này, rất trang nhã và hợp với bàn tay của em đấy. Vợ Tô có vẻ không hài lòng, phụng phịu đáp, chồng ơi, dạo này mắt em kém đi hay sao ấy? Sao em nhìn mãi chẳng thấy được viên kim cương ở đâu cả? Vợ Tô vừa nói vừa đánh mắt về phía chiếc nhẫn đính kim cương to đùng ở giữa quầy đầy ẩn ý. Tô còn đang ngây người thì người đàn ông đứng tuổi đứng gần đó đã vội lên tiếng, theo kinh nghiệm của tôi thì tốt nhất anh nên đưa vợ đi đo độ cận và sắm mắt kính, sẽ tiết kiệm tiền hơn rất nhiều đấy. Trong một giấc mơ thấy Thượng Đế, bà lão 75 tuổi hỏi mình còn được sống bao lâu nữa. Thượng Đế bảo bà còn thọ tiếp 25 năm. Sau giấc mơ đó, bà lão đến thẩm mỹ viện căng da, sửa mũi, cắt mí mắt, hút mỡ bụng. Trên đường trở về nhà, bà bị một chiếc xe hơi cán chết. Lên đến thiên đàng, gặp Thượng Đế, bà lão hậm hực, ông làm ăn cái kiểu gì vậy? Làm tôi tốn tiền sửa sang, vỡ hết kế hoạch. Thượng Đế vào đầu bứt tai, là bà đấy ư? Bà khác trước quá, nên tôi đã không nhận ra. Một anh lính sau khi uống rượu say thì gặp đại đội trưởng, này, đồng chí, uống rượu rất nguy hiểm cho sức khỏe, rất nhiều người đã bị chết vì rượu đấy. Anh lính dập gót đứng nghiêm và nói, báo cáo thủ trưởng, em biết à, nhưng một người lính không được phép sợ chết. Máy bay đang hạ cánh, một hành khách tỏ vẻ bồn chồn, cô tiếp viên hỏi, ngài cảm thấy mệt ư? À, tôi chịu được. Có lẽ do chưa quen, chắc đây là lần đầu tiên ngài đi máy bay, vâng. À không, đây là lần đầu tiên tôi hạ cánh cùng máy bay, tôi là lính nhảy dù. Trong tiết logic học, giáo sư nói sinh viên, ví dụ nhé, nhà em nuôi có con bò nào không? Có ạ, vậy theo logic, nhà em có một đồng cỏ, đúng không nào? Đúng ạ, vẫn theo logic, em có một căn nhà bên đồng cỏ. Ôi, đúng ạ, vì em có ngôi nhà tuyệt thế, chắc là em sẽ có tiền rủng rỉnh đôi chút. Dĩ nhiên thưa thầy.